Hello, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay trong video clip này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách chăm sóc địa điểm Google Maps của mình cực kỳ đơn giản và nhanh chóng, và các bạn sử dụng điện thoại di động thì vẫn có thể làm được một cách rất là bình thường. Đó là hàng ngày thì chúng ta vẫn đăng status trên Facebook về cái công việc kinh doanh. Thì như vậy thì tại sao chúng ta lại không sử dụng cái nội dung này để chúng ta có thể đăng tải lên trên cái kênh Google Maps để Google thấy rằng là cái kênh Google Maps của chúng ta lúc nào cũng hoạt động, và cái cơ hội để lên top đầu trong Google tìm kiếm nó lại được tăng lên. Thế như vậy thì cái rất là đơn giản, thì mỗi lần mà các bạn chỉ cần post cái status lên trên Facebook giống như thế này, thì bây giờ mình chỉ cần là copy lại thôi. Mình copy cái nội dung lại và mình đăng tải nó lên trên Google doanh nghiệp. Thì trên điện thoại thì các bạn cài sẵn cái phần mềm quản lý Google doanh nghiệp đi. Đây Google doanh nghiệp đây. Trên điện thoại của mình thì các bạn sẽ cài sẵn cái phần mềm để quản lý Google doanh nghiệp. Sau đó các bạn sẽ bấm là mở ra và các bạn sẽ bấm đăng. Mình đăng thì thao tác là nó yêu cầu mình là cần có một cái hình ảnh. Phần mềm nó yêu cầu mình là cần có một cái hình. Thì bây giờ mình sẽ cần phải mình lấy cái hình ra. Nên mình tải cái hình này về đây. Đó. Bây giờ mình sẽ chọn hình ảnh. Ok, mình lại sẽ lấy cái hình này. Sau đó mình sẽ thêm cái đường link vào, cái nội dung này mình copy vào. Ở đây mình muốn chèn thêm cái link website của mình nữa, cái bài viết trên website đó. Thì mình lại copy cái đường link mình đưa vào. Mình sẽ thêm một cái nút kêu gọi hành động vào. Thì ở đây là mình sẽ chọn là tìm hiểu thêm và mình lại dán cái đường link này vào. Rồi chúng ta sẽ bấm đăng thôi. Nói như vậy là chúng ta đã đăng tải thành công cái bài viết là ý tưởng kiếm tiền online từ lập trình tự do và thiết kế web đó, mình đã đăng lên trên cái địa điểm Google doanh nghiệp của mình rồi, làm bằng điện thoại cực kỳ đơn giản luôn. Cái bí quyết ở đây là mỗi lần mà các bạn viết status trên Zalo hay là trên Facebook thì các bạn nhân tiện các bạn lấy cái nội dung này và chúng ta sẽ đăng tải lên trên cái kênh Google Maps luôn. Thì như vậy là cái thông tin của doanh nghiệp của chúng ta trên Google Maps á, là luôn luôn được cập nhật, luôn luôn được cập nhật, và nó sẽ hiển thị lên trên trên Google tìm kiếm nếu có ai đó tìm về cái địa điểm của chúng ta. Các bạn thấy không? Cái bài viết nè, mình mới viết và mới lên, mình có đăng trước đây, mình có đăng một cái bài này rồi 11 giờ trước đó, mình sẽ đăng bài giống như thế này nè đấy. Và trong cái nội dung này nếu mà có chứa nhiều từ khóa liên quan đến sản phẩm hay dịch vụ của bạn thì cái điểm chất lượng nó lại càng tăng lên. Thì cái khi mà ai đó tìm cái từ khóa liên quan đến cái sản phẩm hay dịch vụ của bạn thì tại Google doanh nghiệp nó cũng sẽ được gợi ý ra trên cái công cụ tìm kiếm của Google. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Nếu mà các bạn cảm thấy video này có ích thì hãy bấm like cho mình nha, và hãy chia sẻ cho ai đó cần. Và bây giờ thì xin chào và tạm biệt, hẹn gặp lại.